Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Chúc các anh em sẽ có những cái giờ phút thư giãn và giải trí khi xem video clip của tôi. Và anh em cũng đừng ngại cho tôi một like khi mà anh em thấy thích video clip này anh em nhé. Nó sẽ là cái nguồn động lực để mỗi cái cuối tuần tôi lại có thể là ra clip thay vì cái việc là tôi nghỉ tôi đi chơi. Đấy, thì tôi ở nhà tôi làm clip để phục vụ anh em. Ngày hôm nay nói thật với anh em là tôi cũng định nghỉ đấy. Nhưng mà giờ lại thôi. Ngày hôm qua thì cũng đêm hôm qua cũng không ra clip rồi. Đó. Sáng nay ra clip, nó gọi là ra clip bù. Đêm qua thì nói thật với anh em là cũng khá là bận. Ngày hôm qua tôi dành thời gian để chuẩn bị cho cái việc phát hành đĩa đơn đầu tiên, đầu tay của tôi. Đấy, thì hôm qua tôi khá là bận. Hôm nay là phát hành đĩa đơn đầu tiên rồi. Đó, thế nên là cũng xin được thông báo cho các anh em. Đấy, anh em là yêu quý tôi, anh em theo dõi tôi, anh em có thể lên trên các trang như là Spotify, YouTube Music, Apple Music, rồi iTunes nữa. Đó là những cái nền tảng khá là phổ biến hiện tại. Ngoài ra còn một vài nền tảng khác, nhưng mà nó nhỏ thôi, tôi không nhắc đến. Đấy, tôi phát hành khá là nhiều nền tảng. Thì anh em nào quan tâm, anh em có thể vào những cái nền tảng đó và anh em search Tuấn Cơm nhá. Hoặc là anh em cũng có thể search tên của album. Album đầu tay thì nó có tên là Sunday Morning Coffee anh em nhá. Đó. Mà thôi, chỉ cần search tên Tuấn Cơm thôi là đủ rồi. Tôi nghĩ là như vậy. Tôi nghĩ là cũng không cần phải search tên bài hát đâu. Đấy. Tôi thì cũng nói chung là cũng chỉ giới thiệu anh em một chút thôi. Chứ còn tôi cũng không có ý định là PR cho sản phẩm âm nhạc của tôi ở trên kênh này. Với những cái sản phẩm của tôi thì nó đã có cái chỗ khác để làm cái điều đấy rồi. Đó. Nó hướng đến những cái tệp khách hàng mà không liên quan đến cái kênh game. Bởi vì là cái kênh này nó không phải là cái đối tượng mà tôi nhắm đến. Đấy, nó khác cái tệp khách hàng của tôi. Chính vì thế là tôi cũng chỉ muốn chia sẻ với các anh em mà thực sự là yêu mến tôi. Và muốn theo dõi cái quá trình mà sau cái làm game thì tôi làm cái gì, làm như nào. Thì anh em có thể theo dõi cái quá trình làm nhạc của tôi nữa. Đó, thế thôi nha anh em nhá, chia sẻ thế thôi. Và đây chắc là cái lần chia sẻ cuối cùng ở trên kênh. Đấy, từ bây giờ trở đi thì kênh nào làm việc của kênh đấy. Kênh làm game thì cứ làm game thôi. Đấy, khán giả chơi game. Còn kênh làm nhạc thì nó sẽ có những cái khán giả là yêu nhạc, yêu thích nghe nhạc. Đấy, cái kênh làm nhạc thì nó sẽ hướng đến những cái đối tượng là những khán giả thích nghe nhạc, yêu thích âm nhạc. Đó, ngoài ra thì kênh đó nó cũng để cho tôi PR để nhắm đến những cái khách hàng thuê sáng tác chẳng hạn. Những cái khách hàng là ca sĩ đấy, hay là nhà sản xuất âm nhạc, họ cần những cái sáng tác hoặc là những cái bản phối. Cả sáng tác cả bản phối đều có thể cung cấp được đấy. Ngoài ra thì có thể cung cấp một cái sản phẩm hoàn thiện cho những cái đơn vị quảng cáo, hoặc là cho các doanh nghiệp có nhu cầu là sáng tác bài hát để phục vụ cho công việc của công ty. Đó, thì đó chính là những cái đối tượng mà tôi nhắm đến. Và cái này thì nó là một cái sự chuẩn bị lâu rồi, chứ không phải là mới có. Đấy, nhưng mà bây giờ tôi mới tiết lộ cho các anh em ở trên kênh thôi. Chứ còn đây là một cái quá trình rất là dài. Đấy, anh em thấy là ngỡ ngàng đúng không? Anh em thấy là rất là bất ngờ khi mà tôi lại có thể là vào cái con đường âm nhạc này. Nhưng mà thực ra đây nó là một cái sự chuẩn bị rất lâu. Cách đây phải nói là khoảng 1 đến 2 năm. Đấy, tầm đấy. Có một cái quá trình. Đấy, quá trình tìm hiểu, quá trình học tập, quá trình nghiên cứu một cách nghiêm túc. Đó. Còn khi mà tôi có cái đứa thứ hai ấy, thì tôi xác định luôn rồi, không thể gắn bó mãi với một cái kênh game được. Tôi cần phải có một cái thứ khác thay thế vào đấy, cho nó hợp với cái cuộc sống của một cái người trung niên. Có con mà suốt ngày ngồi coi như là bình luận game ấy, và nói chung là có những cái bình luận nó mang tính chất là nó không được đúng với lứa tuổi cho lắm, thì thực sự là cũng không thích. Tôi cũng không thích cái điều đấy anh em ạ. Tôi thích không thích con tôi, không muốn con tôi phải nghe những cái điều mà tôi nói ở trong game đó. Và tôi cũng không thích là tôi ngồi quá lâu, tôi ngồi quá nhiều vào cái việc là chơi game. Phải khẳng định với anh em là như thế. Đấy, dành thời gian ra để làm video clip thì nó là phải là chơi. Và chơi, nếu mà chơi theo cái kiểu là đánh cho vui ý, thì chắc chắn là nó là giải trí thì không nói làm gì. Nhưng mà đây là chơi để là đánh hay, chơi là để luyện.
để thành tài, để mà lên clip được, để mà biểu diễn ấy, thì nó là phải là luyện. Đấy, trò nào cũng thế thôi, hay là bất cứ một cái lĩnh vực nào cũng thế thôi, muốn giỏi thì phải học tập, rèn luyện. Thì nếu mà tôi để quá nhiều cái thời gian vào cái việc chơi game ấy thì tôi sẽ mất rất nhiều thứ. Đó. Về cái sự quan tâm của tôi dành cho con cái. Đấy, về tình cảm gia đình. Nhiều khi sứt mẻ với cả vợ. Tôi nói đùa thôi chứ còn vợ tôi thì cũng không nói gì. Nhưng mà tôi nhận thức được cái điều đấy. Tức là mình đến cái tuổi nào đấy thì mình cũng không lên chơi nhiều. Đấy, mình dành thời gian cho những cái thứ khác nhiều hơn. Thì tôi thấy là ok hơn. Đó, đấy chính là cái quá trình mà tôi chuyển đổi dần dần. Tất nhiên là nó không phải là chuyển đổi một phát, chuyển đổi luôn. Là anh em cứ yên tâm là bây giờ kênh vẫn cứ bình thường nhá anh em nhá. Chứ không phải là ngày hôm nay, ngày mai là tôi nghỉ đâu. Không, không có chuyện đấy. Và cũng không phải là cái vấn đề về mặt là bây giờ cái kênh này nó kiếm được ít tiền mà tôi nghỉ. Đây thực sự là nó là một cái kênh duy trì cái kết nối của tôi với các anh em mà fan yêu quý tôi. Đó, nên là tôi cũng sẽ không nghỉ khi mà cái lượng tiền của nó xuống thấp nha anh em nhá. Tôi vẫn có thể duy trì được kênh thoải mái. Đấy, anh em cứ yên tâm cái điều đấy. Tôi còn có những cái nguồn khác để tôi có thể thu được kiếm được thu nhập. Đó, nên không phải là chỉ có cái nguồn này. Nên là nếu mà cái kênh này ấy, kể cả nó có thấp quá, nó xuống còn khoảng độ 1.000 view, bây giờ là 2.000 view đúng không? Nếu mà xuống được 1.000 view thôi thì tôi vẫn có thể chơi được thoải mái. Tôi vẫn có thể ra clip thoải mái. Đấy, còn xuống thấp quá thì không phải là cái vấn đề là vì là mình không kiếm được tiền mà mình không làm, mà cái vấn đề ấy là có ai quan tâm nữa đâu mà làm. Đó, thì ý nói là như thế. Tức là từ trước đến nay tôi cũng luôn chia sẻ với anh em là nếu mà cái trò này mà không còn ai quan tâm nữa thì tôi mới nghỉ, đúng không? Đấy, thì anh em cứ yên tâm là cái điều đấy nó chắc chắn nó sẽ là thực hiện. Đó. Tôi nói chung là làm cái gì ra làm. Làm gì đến nơi đến chốn, anh em cứ yên tâm. Đấy. Làm là đến khi nào mà không còn ai xem nữa thì mới nghỉ. Còn nếu vẫn có người xem thì vẫn chơi bình thường, vẫn ra clip đều nha anh em nhá. Cái này thì nói chung là nó cũng là một cái kênh để mà mình kiểu tâm sự ấy. Đấy, lâu lâu mình lên có thể là chơi game nhiều, xong rồi lâu lâu lên phát làm kể chuyện xem là hôm nay làm những cái gì hay là như nào. Đó, cũng là một kênh chia sẻ mà thực sự là không có một ai có thể chửi tôi ngay lúc mà tôi tâm sự. Đó là mày nói lắm vãi cả lìn luôn, tao không muốn nghe người tâm sự này. Thì ở trên kênh này tôi có thể nói thoải mái mà anh em chỉ có thể là comment sau khi mà tôi đã up clip lên. Chứ còn lúc mà tôi nói thì anh em đâu có thể là anh em cản tôi được, đúng không? Đó cũng là cái chỗ tôi tâm sự. Rồi. Đó. Cũng hay đấy. Nói chung là cũng có một cái để mình ví dụ như mình có vấn đề gì mình có thể lên đây mình nói, đúng không? Cũng là một cái rất là hay. Bởi vì tôi thấy tôi làm một cái lĩnh vực ở này, tôi thấy là cái việc mà làm streamer game ấy nó rất là dễ để có thể tiếp cận được mọi người và tâm sự và nói chuyện nhá. Chứ còn như là ca sĩ có khi là đến lúc mà ra album mới thì mới bắt đầu livestream ngồi nói chuyện. Nó cũng có cái hay của nó là nếu mà livestream game thì chúng ta có thể gặp nhau hàng ngày, mà có thể nói là streamer game thì sẽ gần gũi hơn, tiếp xúc dễ dàng hơn với các bạn fan hơn là ca sĩ. Đấy. Rồi để xem round 11 gặp ai nào. Sơ. Đang sơ, có chữ sơ ở đầu. Nó sau chắc phải up cấp đấy. Trận này chơi gì nhỉ? Trận này có thể là chúng ta chơi 5 rồng. Trận này có 5 rồng 5 tiền này. Rồng 5 tiền mà kết hợp với cả Mết hoặc là kết hợp với cả Exit cũng được nhá. Cái bộ mà rồng kết hợp với Exit cũng khá là mạnh đấy. Để xem là có chơi được không. Trận này tôi ra khá nhiều những cái con Exit 3 Mết này, đánh ở level 7. Cấm đánh thôi. Chắc chắn nó sẽ là cái cấm đánh rồi. Mặc dù chưa có chuỗi nhưng mà tôi nghĩ là tôi cũng sẽ có chuỗi sớm thôi anh em ạ. Sẽ có chuỗi sớm thôi.
Mà kể cả là không có chuôi thì tôi cũng sẽ up cấp sớm để tôi kiếm cái con 4 đô với 3 đô. Để ở level 7 lại kiếm 3 đô, 4 đô dễ hơn. Đấy, đặc biệt là những cái con như con già hay là con Dragon Clay ấy, là những cái con mà nó là cái con key ở trong cái bộ này. Đội hình này nó phải có những cái con đấy. Già với cả Dragon Clay. Dòng nó ra thì nó sẽ có cái bộ mết rồng. Mết rồng sớm. Ok. Mặc dù là cái round này chắc là cũng không cần phải up cấp đâu. Thằng này nó yếu, nó không mạnh. Rồi, có chuỗi rồi. Đấy, ui giời ơi, nó hợp con nhà bà Lý luôn. Nhưng mà từ từ nhá, con già này bây giờ lại có khi lại không cần cơ. Con già này có khi lại không cần nữa. Bởi vì làm sao giờ nhá, nó lại ra hai con zipper. Có khi lại cho hai con zipper vào là ngon hơn. Tất nhiên là con già này nó kích hoạt mết. Kích hoạt mết thì cũng được. Nếu mà cho già vào thì để xếp khép góc như này thì nó ngon này. Xếp như này thì con già nó sẽ quét được nhiều hơn. Còn nếu mà co là Thunder để ở giữa thôi. Ok. Bây giờ mà ra con Flame thì hay nhỉ. Ra Flame bỏ vào là có thêm Human nữa. Ra kiếm thêm quyển sách lên 10 sớm. Bộ này đánh ở level 9. Nhưng mà lên 10 thì nó sẽ kẹp được thêm một cái con nào đấy. Chúng ta có thể kiếm 5 đô cho vào. Ví dụ như là con bom nhỉ. Bom hoặc là con Queen of Pain. Đấy. Rồi. Tương đối mạnh ấy. 4 Aegir Seed. 4 Aegir Seed chưa đủ 6 con. À bây giờ 5 con rồi. Thiếu một con nữa thôi. Con bây giờ hướng đến con Aegir Seed, nó chính là con ác mộng. Cho thêm con ác mộng nữa là chúng ta đủ bộ 6 Aegir Seed. 6 Aegir Seed cộng thêm một con già nữa đi. Cộng thêm con già, nhưng con già tung trưởng hơi chậm nhỉ. Đồ chưa có. Thunder 2 sao rồi ra. Thunder 2 sao kết hợp với 6 Aegir Seed. Chúng ta có thể đánh được ở level 8. 3 mét nữa. Đánh ở level 8 sẽ có 3 mét nữa. Ok, nó già tung trưởng hơi chậm anh em ạ. Già tung trưởng hơi chậm. Ui, Thunder 2 này. Thế Thunder vào à? Thunder thay cho già đó. Nếu mà Thunder chúng ta chuyển ra giữa thôi. Đấy. Lên được level 7 này là dễ ra 3 đô với 4 đô lắm anh em ạ. Bởi vì nó giảm cái tỷ lệ ra 1 đô mà. Nó giảm tỷ lệ ra 1 đô. Tăng tỷ lệ 2 đô với cả 3 đô lên. 4 đô nữa, nó có thêm cái tỷ lệ 4 đô nữa. Hên hên ra được mấy con 4 đô thì ngon. 4 đô sớm thì cực kỳ khỏe luôn. Bây giờ zipper lên được 2 sao thì cực kỳ khỏe. Thiếu một con nữa thôi. Con già này có khi tôi còn không chơi cơ. Nếu mà không chơi, xác định là bây giờ chơi Gassit thì cũng không có slot cho già đâu. Slot cho già chỉ khi nào chúng ta lên được 11 thì mới có slot cho già đâu. Đây rồi, 6 Gassit này. Nhưng mà để cái này mạnh hơn đấy. Anh em ạ. Rao này ra 15 tôi sẽ lấy... sắc đã. Như này tôi nghĩ là đép được quái đó. Thunder 2 sao chắc là gánh được. Tham sách xong lại lọt quái hay chết. Thực ra nếu mà chơi cái bộ rồng ấy, chơi rồng kết hợp với Aegir Seed hay là rồng kết hợp với cả mết, nó đều có một cái đặc điểm rất là hay. Đấy là chúng ta có thể xài bất cứ cái món nào, kể cả đánh tay hay là bắn trưởng đều có thể xài được.
Trận này có thằng trên mết thì phải. Đây rồi, đủ bộ này. Chúng ta đủ bộ Aegis ship rồi. Ok. Mà đây nó lại có cái con này. 3 human à. Có cái 2 tia này cũng được này. 2 tia cho Flame cầm. Flame mới 1 sao. Có khi là tôi chưa cho Exit vào đâu. Tạm thời như này đã anh em ạ. Như này khi mạnh hơn ấy. Giờ thêm một con mết nữa. Cho thêm một con mết nữa thì đánh mết. Lên được cái level 8 là chúng ta sẽ có cơ hội ra con Licking. Tí ra Licking xong là chúng ta có 6 mết thì cũng rất là ok. Trên này có trộm chó này, ui vãi đái. Bây giờ mới để ý thằng trộm chó. Thế thì căng rồi. Mất chuôi không? Đừng bảo mất chuôi nhá. Chưa. Round 16 gặp. Cái thằng trộm chó này mà gặp lại ở cái round 20 khả năng tôi mất chuôi. Tôi không có cái dây chuyền anh em ạ. Chưa có bùa. Tôi đang chưa có cái bùa, tí nữa phải đổi cái bùa. Không có bùa là sẽ chắc chắn là sẽ mất chuỗi. Bùa thì nó sẽ phải cho con Thunder. Con nào cầm đồ chúng ta cho bùa thôi. Tí nữa mà dồn đồ cho rồng thì con rồng nó cũng sẽ không cần phải cầm bùa. Đấy. Tí nữa thì ra rồng tôi sẽ dồn những cái đồ đánh tay cho con rồng. Tạm thời như này đi. Để 6 Exit này không biết có mạnh hơn không. Sợ yếu hơn toàn mất chuỗi đấy. À thằng này thì được. Thằng này được. Ok. Thôi giải tán mấy con này đi. Giải tán nó. Về căn bản ấy là Exit nó đủ bộ rồi. Nên là thôi không chơi mết nữa. Chơi Exit kết hợp với cả 5 rồng anh em nhá. Kẹp với cả 3 mết thôi. 6 Exit 5 dòng đánh ở level 9 đã đủ. 6 Exit 5 dòng đánh ở level 9 nhưng mà lên level 10 là chúng ta kẹp thêm được 3 mét đấy. Cố gắng giữ cái chuôi này đến round thứ 21. Mục tiêu đến 21 thôi chứ còn cũng không mong chờ gì hơn. Sau round 21 thì có rất nhiều cái đội hình nó đấm được cái bộ này. Trận này có Assassin có 9 mét kẹp súng à. Cái bộ này vãi đái luôn. Nghe đồn từ lâu rồi nhưng mà lần đầu tiên mới được coi như là diện kiến. Có bộ Clay nữa. Chắc chúng ta chỉ sợ Clay thôi nhỉ. Assassin này vô tư. Sợ mỗi bọn Clay. Sợ Clay với nếu mà trận này mà có mấy cái thằng Insectoid thì cũng khá là sợ. Và không thấy thằng nào chơi Insectoid thì yên tâm được rồi. Yên tâm được một phần. Rồi, tiền bắt đầu tích lên rồi đấy. Vừa nãy là ôm nhiều quá nên chúng ta không bao giờ có nổi 10 tiền ở trong tài khoản. Nhưng mà bây giờ thì tiền bắt đầu lên rồi. Hy vọng là sẽ giữ được cái chuỗi lốt cái round này. Sau round này ấm luôn. Tiền nó lên khoảng 40-50 tiền nó sau là ok rồi. Up 9 nhét thêm một con vào được. Nếu mà hên mà ra con Dragon Clay thì càng tốt. Lên được level 9 là chúng ta sẽ có đủ bộ. Khỏe phết nhỉ. Rồi, giữ chuỗi rồi, quá tuyệt vời. Ok, đấy, sau round này chúng ta có 50 tiền rồi này.
đang tính là nếu mà ra được ông Clyde có lên chuyển sang cái bộ năm rồng không? Năm rồng kết hợp với Exit thì lại phải bỏ cái con Thunder ở ngoài. Thunder đang gánh đấy anh em ạ. Thằng 9m nguy hiểm phết nhỉ. Nhưng mà cái trận này cái thằng 9m nó không sợ bằng cái thằng trộm chó đâu. Hiện tại tôi chưa có đồ để chống trộm chó, rất là sợ. Nó chỉ cần bắt cái con Thunder tôi thôi là coi như là cả cái đội hình là toang. Bắt con Thunder thì rất là dễ. Con này nó bằng tiền với cái con ấy. Đó. Con Thunder nó bằng tiền với con Dallet nên là nó sẽ bắt vào con Thunder thôi. Một là nó sẽ bắt là con Dallet của tôi, hai là bắt vào con Thunder. Đó, tí nữa mà ra được mấy con 3 tiền lên 2 sao thì nó mới lé được. Mà cũng khó. Nó sẽ ưu tiên cho cái con cầm đồ anh em ạ. Và nó sẽ ưu tiên bắt những con cầm đồ ấy, nên là chắc là cũng chả thoát được đâu. Này cái giáp này ngon. Từ từ xem nó đã. Này cái giáp chống lại Assassin, chống lại Clyde. Nhưng mà cái thằng Assassin sắp đứt đến nơi rồi. Không chủ đến lết đâu. Thôi lấy cái đồ này đi. Chúng ta sẽ kiếm cái dây chuyền anh em nhá. Bây giờ chỉ có kiếm dây chuyền thôi. Ui đen nhỉ. Bây giờ cứ roll đến khi nào mà ra là dây chuyền thì thôi thôi. Đấy, cứ round nào mà được roll thì roll. Đến khi nào mà ra là cái dây chuyền thì là yên tâm. Không ra dây chuyền thì xác định. Ui rồi mất chuỗi rồi. Xong rồi. Bị mất chuỗi với thằng 9m. 9m này. 9m cắt được chuỗi của tôi. Cắt chuỗi rành hoang luôn. Nói chung là lên từ từ đó. Bây giờ 50 tiền rồi thì giữ tiền mà up dần lên thôi. Cái bộ này đánh ở level 10 cơ anh em ạ. Nếu mà level 9 mà bỏ 5 rồng vào thì con Thunder nó để ở ngoài nha anh em nhá. Thế thì chả có cái tác dụng gì cả. Còn nếu mà để Thunder ở trong thì lại phải xác định là mất 6 exit thôi. Thì nó cũng khá là yếu. Chúng ta còn mấy cái đồ nữa thôi. Một thằng chết là chúng ta có thể rèn thêm được. Kiếm bằng được cái dây chuyền thì thôi anh em nhá. Đấy, kiếm cái dây chuyền bằng được. Cái thằng đáng sợ tôi nghĩ là nó vẫn là cái thằng ở chơi trộm chó ấy. Chứ còn cái thằng 9m thì tí nữa rồi cái thằng Clyde nó cũng sẽ tiêu diệt hộ thôi. Không sợ đâu. Thậm chí Assassin nó cũng kẹp cá rồi mà. Bọn Assassin nó cũng kẹp cá rồi. Đây này trộm chó này. Đấy. Mẹ nó bắt một phát nó bắt cả hai con của tôi luôn. Nó bắt cả Dallet, nó bắt cả con Thunder luôn. Nhả ra chết bố nó hết đội hình rồi. Thấy chưa? Nguy hiểm không? Không có dây chuyền thì đứt. Không làm gì được luôn ấy. Nó bắt đúng vào cả hai con co. Đây rồi. Chúng ta lại có thể rèn được. Đây, rèn luôn. Vẫn chưa có dây chuyền, đen thật đấy. Ui mẹ ơi, rèn như thế mà vẫn chưa có à. Thật sự là đen luôn. Ra cả live split rồi kìa. Mấy cái thằng ở phía dưới nói chung là cũng không quan tâm lắm đâu. Thằng này liệu rằng nó có lên được level 10 không? Tôi nghĩ là không. Cái thằng 6 đỏ mà lên được level 10 thì nó mới chơi được cái bộ Metalist 6 đỏ cơ. Khó. Cắt được chuối này không? Vớ vẩn cắt được. Ui rồi khỏe luôn anh em ạ. Được quá nhở. Cắt chuối. Lên được 9 rồi. 26 chắc chắn là lên được 10. Bây giờ chỉ có hay không cái việc là ra con rồng thứ 5 thôi. Còn chắc chắn là chúng ta sẽ lên được level 10 rồi. Đó 26 ấy. Một trận này hơi lắc lắc. Tự nhiên ping nhảy cao đấy. Thôi, nói chung là cái đội hình này thì dí một phát lên 10 luôn. Chứ không luôn làm gì cả. Thunder 3 thì làm gì đâu. Lên 10 đủ bộ và đánh nó mới mạnh được. Bây giờ cái việc quan trọng nhất đấy chính là rèn được cái đồng xu. Còn kể cả có lên 10 được mà không rèn được cái đồng xu thì cũng toang thôi anh em ạ. Bắt buộc là phải kiếm cái đồng xu.
May là tôi chưa vứt nó đi ấy. Thằng này tôi nghĩ là không có cái cơ hội lên 10 mà kẹp 6 đỏ kẹp với cả Metalist đâu. Đánh cái bộ full mắc binh ở 10 trong khi bây giờ thằng này nó đang đánh ở level 8 này mà đang còn 39 tiền, sắp hết máu à. Con Doom này cần nhá. Quan trọng ấy, đánh nhau với cả God kết hợp với trộm chó. Cái bộ Sasori kia mà không có Doom thì là toang đấy. Con Doom này nó đóng rất nhiều vai trò trong cái bộ đấy. Rèn tiếp, tôi sẽ bỏ cái viên ma lăng này đi. Tí nữa chúng ta chơi 5 rồng thì chúng ta không cần ma lăng anh em ạ. Round sau là buộc là chúng ta sẽ phải có 5 rồng rồi. Tôi sẽ roll hết tiền để ra con rồng thôi anh em nhá. Đen lắm không ra thì phải chịu thôi, nhưng mà nếu mà ra ấy, chúng ta quá tận ở đây là có hai con nữa để mà có thể lấy được, là con Dragon Clay và cái con rồng 5 đô cơ mà. Cái tỷ lệ của nó là rất cao, chúng ta lên 10 cơ mà. Nên là thôi cứ lạc quan lên, không phải lo cái việc là không ra rồng đâu. Ô cái ủ hai con già này. Nhưng mà chắc là tôi nghĩ là tí nữa tôi thay bằng con bom thôi anh em ạ. Chứ còn tôi cũng không chơi già đâu. Trận này có bom mà. Đây rồi, đủ bộ luôn nha anh em nhá. Quả trứng này tôi nghĩ tôi sẽ để dành cho con bom. Ok, đồ đánh tay cho hết con rồng đó. Đồ đánh tay cho hết con rồng. Xếp lại đội hình một chút, sau đó chúng ta sẽ rèn thêm cái di chuyển. Hiện tại là chúng ta có 5 rồng rồi nên là không cần cái viên mana nữa anh em ạ. Kiếm cái bùa cái đã. Đây rồi, bùa tâm linh rồi anh em ạ. Ui trời, chắc chắn là cho Thunder cầm. Rồi ok rồi đấy. Bây giờ thì không ngán được nào đâu. Ui đây rồi. Bom đây này. Bom đây rồi, bom đây rồi, bom đây rồi. Bom và một quả trứng đây rồi anh em ơi. Con bom này là sẽ thay con Thunder. Ok. Thunder không nuôi lên 3 làm gì cả. Thay vào đấy chúng ta sẽ có một con bom 2 sao. 9 phía giờ này. Tài chơi 9 phía giờ hàng rưu à. Với đài sắp đi rồi. Rồng 2. Tôi chết rồi. Này không ổn lắm nhờ. Rồng 2 không? Đập trường có vẻ không ổn lắm. Tôi nghĩ là quả trứng này đương nhiên nó phải dành cho cái con 5 đô như là con bom hay là cái con kiếm hồn chứ nhỉ. Chứ bây giờ đập trứng cái rồng thì nó thấy nó hơi sai sai. Không đập trứng cái rồng đâu. Kệ nó đi, tự lên 2 sao. Không lên thôi. Máu còn 79 máu, ngại gì. Gặp 9 assassin này. Thunder vẫn còn sống thì không thể thua được. Ui dồi ui, nó xòe quạt mạnh thế. Doom này. Con này chắc chắn phải mua. Chúng ta đánh với cả cái nhà God. Đánh với nhà God late game là cái chắc luôn đấy anh em ạ. Máu dư rất nhiều luôn. Mà cái bộ trộm chó mỗi round là nếu mà có thua là cũng lọt được một con thôi mà. Cực kỳ nhây. Trong khi những cái bộ khác thì nó lọt rất nhiều. Như bộ Assassin mà gặp tôi vào phát nó lổ bùm phát chết hết rồi còn đâu. Lọt gần như là nguyên cây luôn. Tiếc quá mất quả chuỗi cho cái nhà 9m chứ nếu mà không mất cái quả đấy có khi bây giờ vẫn còn chuỗi.
Bom thì chắc là hướng đến cái đồ tím là RO thôi, chứ còn những cái đồ tăng sát thương phép thì nó cũng sẽ không dùng cho cái con bom này đâu. Đấy, tí nữa những cái đồ trên người con Thunder khả năng là sẽ rèn hết để kiếm cái RO, những cái món đồ tím. Trên này vẫn còn một cái con Exorcist 5 tiền nữa. Đó chính là cái con Lick. Chúng ta ra con Lick thì tôi nghĩ là sẽ thay cho con kiếm hồn thôi. Kiếm hồn không đồ thì cũng chả có cái tác dụng gì. Khỏe thật sự anh em ạ. Thay chuyển sang Insect à? Mà không kịp đâu, sắp chết rồi. Chuyển sang Insect không kịp, không thể kịp được. Level 9 này bây giờ phải có cáo 2 cơ. Cáo 2 xong rồi bán hết đi may ra. Hiến tế có Kira thì mới trụ nổi. Không có đồ Kira thì xác định luôn. Quả trứng này thôi, có trứng ở rồng rồi. Trứng này đập cho rồng cũng được. Ok. Đấy, lại có chuỗi này. Được đấy nhờ. Còn cái quả trứng còn lại tôi sẽ để cho con bom. Chứ cũng không đập cho kiếm hồn, nếu mà ra thêm con nữa thì cứ kệ thôi. Kiếm hồn này tí nữa tôi cũng sẽ phải thay. Trong tất cả những cái con Exorcist mà có thể thay ra, tôi nghĩ là chỉ có duy nhất là con kiếm hồn là thay được. Chứ còn những cái con còn lại thì nó cũng khá là đóng vai trò quan trọng đấy. Ví dụ như là con Sound Ripper thì chúng ta kích hệ Warlock nữa. Có những cái con rồng Exorcist thì không nói, kích hoạt rồng rồi. Đấy, còn cái con Dadlet thì làm sao? Con Dadlet này có một cái rất hay. Chúng ta cầm con Dadlet này, chúng ta có thể là khiến cho cái con Dadlet của đối thủ nó sẽ bắt vào những cái con 3 tiền ấy. Đấy. Là vẫn giữ lại những con 3 tiền ở trong cái bàn cờ. Còn những cái con 5 tiền thì thực ra là chỉ có mỗi nếu mà lên được 5 tiền 2 sao ở quân địch ấy, là cái con Light Spirit thì nó mới bắt được thôi. Hoặc là con Dadlet nó lên được 3 sao thì mới bắt được thôi. Đó, nên là bây giờ vẫn ưu tiên những cái con 3 tiền, 3 tiền 2 sao là hợp lý để ở trong đội hình để có thể lé được ganh, lé được không bị bắt ấy. Ví dụ như bây giờ nó vào nó thay vì cái việc nó bắt cái con ác mộng ấy thì nó lại bắt cái con rồng 3 tiền đấy. Con rồng 3 tiền thì ở đây có hai con. Bắt con nào thì cũng được. Bắt cái con rồng con Buck ấy, con Sailing Dragon thì chúng ta cũng chả có ảnh hưởng gì lắm. Bởi vì sát thương là sát thương bắn trưởng. Đấy, còn nếu mà nó bắt cái con Umbra thì cũng chả có vấn đề gì cả. Cái con đấy nó cũng chả có gây đam được. Nó chỉ đứng như một cái bị bông thôi mà. Ok. Để xem có rèn được cái đồ tím nào nữa không. Nhưng mà thôi, chắc đồ này đẹp rồi anh em ạ. Đồ này tôi không bỏ đâu. Tôi rèn thêm dây chuyền bùa thôi. Rèn thêm bùa thôi. Bây giờ được bao nhiêu đồ thì rèn hết bùa thôi. Đấy, như này thì bắt kiểu gì. Sắp tới sẽ có thằng chết. Nó sẽ lại là một cái bùa nữa nếu mà có đồ rơi sang. Mà không có đồ rơi sang thì tôi có thể tôi hy sinh cái trừ giáp tôi để tôi rèn thêm một cái bùa nữa. Rèn hẳn 4 cái bùa luôn. Đánh cực kỳ cẩn thận. Đã chơi với trộm chó ưu tiên hẳn cho coi như là chỉ có mình anh. Chỉ có mình anh là được counter. Những cái thằng khác tôi có quan tâm đâu mà. Tôi chỉ có lấy cái bùa để tôi qua để tôi counter vào cái thằng trộm chó rồi đấy. Giờ mới ra con bom 2 nhỉ. Bom 2 mà cầm cái RO thì bọn này chắc vào phát bùm bùm phát chết luôn. Chắc là tôi nghĩ là không đến dưới 10 giây. Chắc là 10 giây là gọi là cùng. Thay đi rồi. Chúng ta sẽ có một lần rèn nữa. Một lần rèn đồ nữa. Chắc chắn đi. Không lên được 10 thì chắc chắn đi thôi. Bộ này đánh ở 10 mà. Rồi. Bỏ cái lưỡi sói mòn này đi. Lại rơi đồ sang này. Hay là kiếm cái đồ tím. Kiếm đồ kiếm đồ tím đồ cam. Nhè. Tự nhiên lại nhiều đồ quá lại không muốn rèn. Ơ kìa. Bỏ chết hết rồi này. Ra vừa rồi chết 3 thằng ạ. Chưa kịp rèn thì đã chết rồi. Nếu mà rèn nhanh thì chúng ta có thêm 2 cái bùa nữa rồi đấy.
Ui, đen quá. Sao lại đen đến cái mức độ thế nhở? Còn có từng đấy đồ mà không rèn được ra cái bùa. Cay thật. Bây giờ những cái món đồ này thừa thì cho cái con nào cầm tạm thôi. Cầm từng này bùa rồi có ăn nổi không? Ba cái bùa đó. Tất nhiên là ăn được rồi, hay quá. Ơ nhưng mà đây là bóng, đấm vào thằng đấy càng sớm càng tốt. Tôi đã phải dành ra tới 4 cái slot, 3 cái slot. Nhưng mà tiếp theo nó sẽ là cái slot bùa đấy anh em. Tôi sẽ phải rèn thêm cái bùa nữa cơ. Đã phải ưu tiên đến từng đấy cái thứ mà chả nhẽ lại không ăn được thì nó sai. Ui đều rồi. Hay quá, League 2 à? League 2 hay bom 2? Tự nhiên lại ra League 2 này. Ui ui bom 2 luôn. Quá tuyệt vời. Ok. Hay quá nhờ. Thế thôi bỏ cái này đi. Thunder gì cái tầm này nữa anh em. Chúng ta có 3 mét ở đây rồi, không cần con Thunder vào để kích hoạt mét. Giờ là con bom nó sẽ thể hiện. Ui nó lên được 3 sao rồi anh em ạ. Vãi đái. Lên 3 sao thì phải có Doom. Ơ vẫn thắng đấy. Khó rồi, nó cắt được chuỗi. Căng nhờ. Cắt được chuỗi với cay. Cay thật. Phải cho Doom vào anh em ạ. Cho Doom vào mới ăn được. Thế là đập trứng như bom cuối cùng lại không được dùng này. Cay nhờ. Phí tiền thật đấy. Phí mất một quả trứng, biết thế để trứng ấy đập cho cái con lick luôn. Xong kẹp Doom vào luôn. Ai ngờ. Tôi không ngờ là nó lên được 3 sao ấy. Thôi nói chung là thế là solo thằng ớt rồi. Tầm này chắc là có mỗi thằng đấy đã ăn được tôi thôi. Chứ còn cái thằng còn lại thì tôi không nghĩ nó ăn được đâu. Hay chuyển búa sang về Greater đánh cái bộ đấy được không? Mà Greater thì hơi thiếu đam đấy anh em ạ. Co chỉ nhẽ Greater co là rồng à? Có Blink không? Blink sang sau vòng sau đấm à? Được không? Ơ thằng này vẫn ăn được tôi này. 9m vãi đái thật. Thằng 9m này mình bây giờ mình cũng không ăn được à? Không phải tin được luôn đấy. Bom đặt mà không chết hết được. Điêu nhờ. 9m nó mạnh thế sao? Mà tôi nghĩ là cái thằng ớt kia nó sẽ giết được thôi. Nó đang thắng đấy, thằng ớt nó đang thắng. Chỉ cần bắt được con già là thắng mà. Rao này chúng ta sẽ đổi đồ tím thôi. Kiếm một cái món đồ tím như kiểu cái RO ấy. Nhưng mà đợi cái con quái này chết đã anh em nhá. Chứ còn không có rèn vội. Biết đâu ra những cái món đồ ngon thì sao. Con quái này mà ra một cái món đồ mà chúng ta không dùng đến ấy thì chúng ta sẽ rèn tại cái món đồ ấy luôn. Và giữ lại những cái món đồ mà đang dùng. Bởi vì nó cũng khá là ngon. Ây à. Dấu hiệu bão à. Hay là cái vĩnh hằng này. Cái vĩnh hằng này chống mết thì nói chung là mết tôi nghĩ là nó sắp chết rồi. Để dấu hiệu bão ngon hơn. Ok. Tôi đang nghĩ tôi đổi đồ cam lên luôn. Hướng tới là cái hack anh em ạ. Đồ tím rồi ô không tí lắm đâu. Chúng ta hướng đến cái hack đi. Ui dồi đây rồi, ngon. Thôi, hợp lý rồi anh em ạ. Nhưng mà từ từ nhá, lấy cái hút máu cuối thì sao? Thôi, không. Hút máu cuối sau.
phải có cái hack đã anh em ạ. Hack vào đơn vị to tiền nhất. Đấy. Mà con nào đang là to tiền nhất? To tiền nhất của địch thủ đó chính là cái con Dallet. Ok. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Ăn đòn chưa bạn ơi? Ăn đòn chưa? Ăn đòn chưa? Ăn đòn chưa? Được không? Đừng bảo vẫn thua nhá. Quên mất cái round vừa rồi là hình như là con Doom nó bị bắt thì phải. Con Doom không có bùa. Cái thằng trộm chó thua thằng ấy kìa. Ồ thì khó nhờ, thằng trộm chó vẫn thua thằng bết à. Cái bùa đang nằm ở trên người con bom. Quên. Bùa nằm ở trên người con bom. Rao này chúng ta gặp mết này. Thay Doom ra. Này có ăn nổi không? Hay như này đi. Con bom với quả bom nó đặt hơi lâu anh em ạ. Tôi sợ con bom này lúc vào gặp cái bọn mết ấy nó sẽ không tung một trưởng đâu. Bởi vì nó bị đóng đá mà. Chúng ta đánh với 9 mết nên là cái con bom này nó phải có một cái animation nó nhấc tay lên cơ. Nhấc tay lên xong mới đặt được quả bom xuống chứ nó không đặt luôn anh em ạ. Ui vẫn thua. Không ăn thua anh em ạ. Trông kìa. Khỏe thế. Này khỏe đấy. Ơ nhưng mà đi rồi à. Vừa lấy cái bóng. Không để ý. Thôi rồi. Bùa bây giờ sẽ dành cho con Doom. Thêm bùa nữa. Thêm cái nữa đi. Càng nhiều bùa càng tốt anh em ạ. Ngại gì vết bẩn. An toàn hết cho tất cả đội hình luôn. Lên ra 40 tôi lại rèn thêm bùa nữa. Bây giờ cứ đánh người late game tôi rèn 10 cái bùa luôn. Xem nó làm gì tôi, có trộm được cái thằng nào của tôi. Có trộm được cái con tướng nào của tôi không. Trời ơi bạn ơi, Doom sấp mặt luôn. Bắt đầu đấy. Bây giờ cái câu chuyện nó mới bắt đầu. Cướp nữa đi, hút máu nữa đi. Không được nữa đúng không. Rồi xin nhá. Đẩy 23 máu luôn anh em ạ. Full chống trộm chó rồi. Đây nó gọi là mua bảo hiểm đấy anh em ạ. Mua bảo hiểm nhân thọ đến ngày rút tiền. Đùa chứ. Mất bao nhiêu món đồ để mà rèn ra 3 cái xu, 3 cái bùa. Và vẫn giữ lại bùa để mà làm cái điều này đây. Đấy. Một cái khoản đầu tư không hề nhỏ. Có thể coi như là bảo hiểm. Bây giờ cái tầm này bọn này ra bây giờ nó chuyển cái gì thì nó cũng không ăn được đâu anh em ạ. Giờ nó là counter rồi. Có bắt được con nào đâu. Bắt được đúng một con. Bắt được đúng một con. Bây giờ bắt được đúng một con thôi. Mặc dù là lẽ ra là nó phải bắt được 3 con ấy. Nhưng mà nó bắt con rồng thì con rồng của tôi ấy nó biến hình một cái là nó dứt cái dây luôn. Đấy. Ui giời quá tuyệt vời anh em ạ. Bây giờ chắc nuôi con rồng 3 thôi. Chắc có mắc binh rồi đấy. Chỉ nuôi con rồng 3 thôi. Để xem cái round này nó có cái đồ gì. Trận đấu này nói chung là xong à. Round sau 19 máu khả năng là nó sẽ đi luôn. Quá tuyệt vời anh em ạ. Nhưng mà cũng kéo khá là lâu ấy nhỉ. Tận round thứ 40 rồi. 40 round trong một trận đấu. Chơi cái đội hình này nói chung là nó lết thật đấy. Nó đúng là nó kiểu là đội hình đánh siêu lết ấy. Đánh với cả trộm chó cũng là đánh siêu lết mà. Cái đội hình của trộm chó cũng là đội hình đánh siêu lết luôn. Round này chúng ta sẽ có một cái món đồ tím. Cái gì đây. Ui dồi ôi, cả ba món đều lấy được. Lấy cái gì hợp lý nhỉ. Giáp trừ tà có lẽ là không cần nhất. Găng tay không sợ hãi có vẻ là ok. Món này ok nhất. Đánh với cái bọn này nó nhây, nó cái độ nhây nó cao nên là chúng ta đánh càng với lết thì càng mạnh. Khi mà mắc tầng của cái găng tay nó sẽ tăng cái kháng phép và nó cũng tăng cái giáp lên. Ngoài ra thì nó cũng tăng sát thương luôn, đến thêm 20% sát thương nữa. Cho rồng nó cầm hợp lý rồi. Lấy găng tay là được đấy.
bộ này chủ yếu là nó nhây thôi, càng đánh về sau thì càng khỏe. Trận này ra bom nhưng mà không dùng đến, phải bán đi, hết slot rồi. Rồi trò chơi kết thúc rồi, round này trò chơi sẽ kết thúc rồi. Ơ kìa, nó lốc lên. Ôi tôi chết mẹ. Ơ tôi chết thôi. Nó có cái con Squire nó lốc đội hình của tôi lên anh em ạ. Ơ tôi thua à? Không, không, không. Ok. Ui ôi, vẫn chưa ăn thua. Vẫn chưa ăn thua đâu. Vẫn chưa ăn thua đâu anh em ạ. Cứ tưởng là đã ăn thua rồi mà chưa ăn thua. Ui, bom ba. Thôi, không chơi đâu. Bom biển gì cái tầm này nữa. Làm gì còn slot mà nhét vào. Nói chung là không thể thua được đâu. 40 máu à, bây giờ con rồng nó chỉ còn thiếu là 3 con nữa đâu. 4 con nữa, 4 con rồng nữa đâu. Sao cái con Doom này nó Doom ngu thế nhở? Thật đấy, thề. Doom với kiểu gì ấy cơ? Bây giờ Doom thì muộn rồi. Rồng đấm vẫn đau. Rồng đấm vẫn rất là đau nhá. Biến này khổng lồ rồi. Biến này khổng lồ rồi, đám to lắm. Một khi mà đã mắc tầng stack của găng tay thì nói chung là vô tư. Đấm tay đôi luôn. Rồng không ra, cứ ra con Zipper đó. Nhưng mà tôi cũng cho con sao Zipper lên 3 sao luôn. Mình là người có tiền mà. Tí nữa cho hết lên 5 đô. Tôi sẽ thay con ấy ra. Con Dazzlet của tôi ra. Tôi cho hết 5 đô vào luôn. Thay con kiếm hồn và thay cho con Dazzlet. Để xem thằng này có trụ nổi không. Đấy, lại bị lốc rồi. Ăn cứt rồi. Lốc là ăn cứt mà. Thôi, cố gắng giết con Squire vậy. Không được, nó lốc lên. Cay thế nhở. Ui kìa, con rồng của tôi chết rồi kìa. Điêu thật. Lốc phát chết luôn ạ. Ui kìa. Ui, đang thua. Bị chia đôi máu rồi. Tôi chết rồi, không được rồi, hết tiền rồi anh em ơi. Bây giờ bị chia đôi máu rồi này. Hết tiền kiếm con rồng 3 cái. Hai con nữa. Không nhượt được đâu. Một con nữa thôi. Từ từ đá. Thằng này bây giờ không nhờ được rồi anh em ạ. Kiếm hồn. Ui là có Blink. Nhưng mà nó chết rồi. Nhưng mà nó chết rồi. Squire chết thì mày chết. Xong rồi anh em ơi. Mẹ 10 máu thì đỡ làm sao. Ui giời ơi. Cựa nữa đi. Tiên sư bố mày. Nhây hơi bị lâu đấy. Cay thật. Rồi. Cuối cùng thì cái thằng trộm chó nó bay màu. Thậm chí là mất tới 4 cái dây chuyền nhượng chó mà mãi mới có thể ăn được nó. Khó chịu thật sự. Cái bộ này cũng nói chung là mạnh đấy. Anh em ạ. Tôi không nói cái bộ của tôi đâu. Tôi đang nói cái bộ của đối thủ cầm chơi ấy. Trộm chó uy tín phết đấy. Không biết là các chuyên gia về trộm chó ở trên kênh thấy thế nào. Trong meta này trộm chó chơi được không? Anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Đó là cái điều bí mật mà anh em trên kênh chưa bao giờ biết về tôi. Nhà tôi ba đời bàn chứng anh em ạ. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái bộ Glacier kết hợp với Beat nó mạnh cỡ như nào anh em nhé. Và cuối cùng nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của bộ video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.